những chiếc cầu nối liền đôi bờ hạnh phúc, những mái nhà ấm áp tình thương, những mô hình phát triển kinh tế địa phương, hay những chuyến đi đông đầy cảm xúc, tất cả tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho chương trình Doanh nhân vì cộng đồng, phát sóng vào lúc 16 giờ 10 phút thứ năm, tuần thứ hai và tuần thứ tư của mỗi tháng, phát lại lúc 7 giờ 10 phút thứ hai của tuần kế tiếp trên sóng HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.